Mai. Xin chào tất cả các bác. Hôm nay theo một yêu cầu của một bác với số điện thoại đuôi 1445, bác ấy ở trong Đồng Nai thì bác ấy bảo với em là bác ấy muốn gửi gấp ở một con P7000S với một con một con đây. Con DSP3000. Thì hôm nay em test cho bác ấy hai con này. Thì hiện tại thì đẩy của em đã về nhưng mà số lượng thì rất là có hạn. Đâm ra là mong các bác thông cảm giúp em. Vì thời gian sắp tới em sẽ nhập về đều hơn. Thì hôm nay em sẽ test tiếng con DSP3000 ấy cho bác. Với cấu hình đơn giản như thế này thôi. Con DSP3000 với giá là 1,8 triệu. Và con P7000S với giá 4,5 triệu. Bao ship toàn quốc. Thì hai con này giá nó tổng độ 6,3 triệu. Thì rất hợp lý và công suất rất là lớn các bác nhé. Tất cả những máy P7000S của em về là hầu như là đều là full hộp. Nguyên hộp các bác nhé. Các bác đây. Ví dụ như em nói thì đều là máy full hộp hết. Em chỉ có bóc ra em kiểm tra lại cho bác đấy thôi. Đây. Tất cả đều là full hộp hết. Và giấy thì đầy đủ. Túi ni lông giấy. Giấy giết sách vở đầy đủ hết. Con này xuất xứ thì không phải là hàng Indo chứ gì đâu. Con này là hàng China bác nhá, sản xuất tại China nên tất cả các chữ này, bác nhìn các chữ này đều là chữ Trung Quốc hết chứ không như nhiều nơi là bán hàng Indo nhưng mà chữ China đâu các bác nhá. Nhiều nơi thì cứ ghi là hàng Indo nhưng mà lại chữ này chữ China. Còn đây của em là rõ ràng là hàng China hết, nguyên thùng. Đấy, thì em bóc ra em test cho bác ấy thôi. Xong cái đó em lại đóng lại em chuyển đi cho bác ấy. Thì lại nói về cái phần cái con DBX DSP3000. Thì hôm nay em có thời gian em test cho bác đấy thì cặp mấy con này luôn. Thì gửi cho bác ấy một bộ này luôn thì thời gian là rất là hợp lý. Nếu bác ấy có điều kiện hơn thì bác ấy nên sắm thêm một con nâng tiếng nữa. Thì nghe cái tiếng hát nó rất là trong trẻo, rất là vang, rất là vọng, rất là tốt. Thì đây, nếu mà bác nào biết thì con này nó phả gió ra rất là mát này. Mát hết cả hai bên tay của em. Thì để cái phần test của cái này nó hợp lý thì em sẽ hát cho bác nghe một bài mà hát cho các bác nghe một bài để thẩm âm cái chất lượng của cái con DSP3000 này. Tiếng thì trôi rất là mềm đâu đấy, chưa qua phân tiếng nhưng mà tiếng rất là mềm đấy. Tiếng đánh rất lớn. Tôi quen biết em xưa một đêm thật tình cờ. Sân ga vắng thương người và ngoài kia mưa vẫn rơi. Tình chưa thật đời vì ngại tình còn gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang đêm sẽ mà đêm thật hài hồi. Bên nhau phút giây này. Sợ dày mai xa cách nhau. Sợ câu tả từ và sợ đường tình hai đôi. Thì tôi chỉ xin anh, nếu yêu thì nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường. Đường tôi về đêm nay, gió khuya lạnh buồn đôi. Anh đèn thật buồn, cô
đơn cảm rét mướt, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo nỗi xưa đến tận nơi mình hẹn hò, đêm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông anh. Đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến, và tôi vướng bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau. Tình yêu là mộng bồn bèo vào hơi khói, tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu. Xin lỗi các bác vì hiện tại giọng em rất là khàn, em chỉ test demo về cái tiếng intro này nó rất là sáng, tiếng em hát trực tiếp cho các bác. Khi nghe giọng nói của em thì nó khác cái tiếng echo này, các bác có thấy là nó sáng hơn không? Alo. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường, đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt đôi vai, ánh đèn thật buồn cô đơn cảm rét mướt. Thật nhiều đành gọi thầm tên tôi. Tôi theo nỗi xưa đến tận nơi mình hẹn hò, hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông anh. Đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến, và tôi vướng bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng. Trở lại sân ga đó tàu tôi về một người, bao nhiêu mưa đầu chìm vào cơn nước trôi mau. Tình yêu là mộng thành bọt mèo mây khói, tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên. Tình yêu là mộng thành bọt bèo mây khói, tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu. Hàng quá rồi. Thôi, ok tất cả các bác thì em test xong cái phần này em sẽ đóng hàng. Và em chuyển cho bác ấy ngay, nếu bác ấy muốn gửi gấp thì ok em sẽ đóng luôn, chuyển gấp cho bác ấy. Thì như các bác đã thấy đấy, thì cái tiếng echo của nó rất là mượt. Các bác thấy em đứng rất là gần, đứng rất là gần với loa, với cái cục đẩy này mà hát như thế thì nó vẫn không có tiếng rú rít gì. Thật ra thì nếu mà mình chỉnh tốt thì là rất là hay các bác nhá. Vì cái con DSP-3000 này nó có hai chip xử lý echo cơ. Thì cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào các bác nhá.